Sở hữu đường cong cơ bắp quần quẫn luôn là mục tiêu hàng đầu của mọi chàng trai thể hình. Đặc biệt, cơ tay rất được chú trọng và ưu tiên trên tất cả các bộ phận. Tuy nhiên, không phải ai có thể đạt được mức độ cơ bắp mà mình mong muốn. Mình xin được tổng hợp một số lời khuyên từ chuyên gia thể hình Liam Chenery nhằm giúp các bạn có được những buổi tập tay hiệu quả. Trước khi đến với những lời khuyên tập luyện cơ tay của Liam Chenery, hãy chắc chắn rằng bạn đã chấp hành đúng với những quy tắc tập luyện cơ bản sau đây. Nạp đủ protein và năng lượng cho mỗi buổi tập. Mặc dù bạn vẫn có thể lên cơ trong một vài trường hợp thiếu calo, nhưng thông thường bạn sẽ gặp bất lợi và khả năng cơ tay của bạn sẽ bị hạn chế vô cùng. Luôn áp dụng quy tắc quá tải lũy tiến, gia tăng cân nặng, số rep và set tập theo thời gian nhằm tăng sức chịu đựng và khả năng lên cơ. Đảm bảo bạn thực hiện đầy đủ các động tác di chuyển khi hoàn thành bài tập. Đã nắm rõ hết những quy tắc sau, tốt và bây giờ hãy cùng mình đến với 8 lời khuyên khi bạn tập tay giúp bạn đạt được những đường cong cơ tay như mong muốn nhé. Chọn lựa bài tập cơ tay thông minh. Nhằm đạt được hiệu quả khi cơ tay tối đa, bạn cần thực hiện đầy đủ các động tác từ nhiều bài tập thể hình khác nhau. Để làm được điều này, bạn nên áp dụng các bài tập cuốn tạ đôi với góc nghiêng 45 độ và bài tập cuốn thanh tạ EZ cùng một tay trước, một tay sau cơ thể. Với hai dạng tập luyện này, Liam khuyên bạn nên xoay tay áp dụng trong quá trình tập luyện. Như vậy hiệu quả sẽ được tăng tối đa và quá trình lên cơ của bạn cũng diễn ra nhanh chóng hơn hẳn. Với cơ tam đầu, nhằm thực hiện động tác đẩy lên cơ thể, bạn cần có được sự co giãn tương đương của các bài tập một mình. Một phương pháp tuyệt vời là đáp ứng điều kiện này chính là bài tập push down cùng dây cáp. Với kiểu này, phần khuỷu tay sẽ luôn đặt vị trí gần với cơ thể hoặc thậm chí thụt về phía sau một chút. Như vậy, chúng ta sẽ được có được sự co giãn tối đa. Một phương pháp khác cho kiểu tập luyện này là đặt mình vào vị trí giãn người. Bạn vẫn sử dụng dây cáp, nhưng lần này chúng ta sẽ vươn cánh tay qua đầu, như thế khuỷu tay sẽ gần với phần đầu hơn. Tuy nhiên, nếu lo lắng cơ thể của gặp chấn thương do độ khó bài tập này, bạn hoàn toàn có thể tập luyện mức độ trung bình. Ngoài ra, nếu có thể gia tăng mức độ cân của mình, bạn nên áp dụng vào các bài tập ở trên, vì đơn giản sức nặng càng lớn sẽ kích thích tăng trưởng cơ bắp càng nhanh. Nhưng dù sao đi nữa, cân bằng vẫn là yếu tố cần thiết hàng đầu bạn nhé. Thay đổi cách đặt bàn tay khi tập. Tất cả các cơ thuộc vùng nửa tay trên bạn cần được kích thích toàn diện để cánh tay có thể gia tăng kích thước một cách đồng đều. Và phương pháp cho việc này chính là cách điều chỉnh bàn tay của mình. Cả ba cách đặt bàn tay, ngửa, sấp và tự nhiên đều phải được áp dụng xuyên suốt quá trình tập luyện nhằm đạt được hiệu quả tối đa. Liam thường xuyên sử dụng hai trong ba cách đặt bàn tay này cho khối bài tập từ 4 đến 6 tuần, rồi sau đó thay đổi bài tập cũng như cách đặt bàn tay. Mách nhỏ cho bạn, vị trí bàn tay ngửa là vị trí rất ít người áp dụng nhưng có thể đem đến hiệu quả đáng kinh ngạc đấy. Gia tăng tần suất tập luyện cơ tay. Gia tăng tần suất tập luyện cơ tay sẽ giúp bạn nhiều mặt khác nhau. Tổng khối lượng tập trong tuần gia tăng, mức độ kích thích gia tăng, sự lặp lại các động tác sẽ giúp bạn thành thạo hơn và tăng mức cân nặng giới hạn của mình. Hãy thử 30 set tập một ngày trên tuần, với 3 lần 10 set cho 3 ngày trên tuần, bạn sẽ thấy được sự khác biệt. Ngoài ra, hãy đảm bảo bạn tập đủ khối lượng đề ra cho mỗi set và tăng lên theo thời gian. Ví dụ một khối lượng tập kéo dài 12 tuần trong 6 tuần đầu, bạn nên tập 16 set tay mỗi tuần. 16 cho cơ tam đầu, 16 cho cơ hai đầu. 6 tuần cuối, bạn gia tăng thành 24 set tập. Như vậy, bạn sẽ đảm bảo được mức độ chịu đựng áp lực của cơ tay và kích thích tăng trưởng. Đa dạng hóa số lượng rep. Mọi người vẫn thường hay nói, bạn cần tập trong khoảng từ 8 đến 12 rep để cơ thể tăng trưởng. Điều đó hoàn toàn sai. Với Liam, anh luôn đa dạng hóa số lượng rep của mình xuyên suốt một ngày, một tuần hay thậm chí cả khối bài tập. Vì kinh nghiệm của anh cho thấy, dù là 4 hay 30 rep, tất cả đều kích thích cơ tăng cơ của bạn. Tuy nhiên, đừng tập số lượng rep quá thấp, chúng có thể gây căng cứng phần khớp và dây chằng. Thay vào đó, hãy tăng số rep giúp cơ được nghỉ ngơi nhiều hơn, trong khi vẫn đảm bảo quá trình tăng trưởng cơ. Về nhịp độ điệu, kiểm soát nhịp độ tập, cùng với đó theo là những khoảng nghỉ giữa mỗi rep, điều đó sẽ là công cụ cực kỳ hiệu quả tối đa tốc độ tăng trưởng cơ tay của bạn. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển cơ tay của bạn. Nếu kỹ thuật không đúng, khả năng chấn thương của bạn rất là cao. Ngoài ra, phần cơ mong muốn của bạn sẽ không được yên luyện tập. Điều này cản trở rất lớn quá trình phát triển cơ. Luôn ưu tiên điều chỉnh kỹ thuật thật đúng để có thể kiểm chứng bạn đảm bảo rằng rep đầu và rep cuối của bạn luôn kết thúc ở một tư thế như nhau. Quá tải lũy tiến. Chắc chắn đây là một quy tắc cơ bản trong nỗ lực tăng cơ của bạn. Thiếu đi việc ép cơ này, cơ tay của bạn sẽ không bao giờ phát triển được. Bạn có thể áp dụng việc ép cơ qua nhiều cách, khối lượng tập, mức cân, tần suất vân vân. Nếu vẫn giữ mức độ tập không thay đổi xuyên suốt một thời gian, tay của bạn sẽ thích nghi cố định mức độ ấy, có nghĩa tay bạn sẽ ngừng phát triển. Một trong những phương pháp ép cơ mà Liam rất yêu thích áp dụng với khách hàng của mình chính là gia tăng mức cân nặng của tạ sau mỗi tuần và gia tăng khối lượng bài tập xuyên suốt một giai đoạn. Như vậy, chỉ trong một bài tập, cơ tay của bạn vẫn có thể đạt được tiềm năng phát triển tối đa. Và mình xin tổng hợp những lưu ý mà Liam muốn nhắc nhở bạn. Xuyên suốt quá trình tập luyện, liên tục xoay tay các bài tập phải vị trí bàn tay sau mỗi 4 đến 6 tuần. Gia tăng số set tập tay sau mỗi chu kỳ tập. Luôn đặt kỹ thuật lên hàng đầu và thay đổi số lượng rep nhằm kích thích mọi dây cơ. Gia tăng mức cân nặng, số lượng rep dần dần xuyên suốt chu kỳ tập luyện, gây sức ép lên cơ bằng nhiều cách và ép chúng phải thích nghi. Đây là tất cả những lời khuyên đến từ Liam Chenery, chuyên gia tập hình huấn luyện viên tại Phoenix Plus Boneyam.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy nhấn đăng ký và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.